Sau khi đợi 15 phút thì các món hải sản mình gọi cũng đã chín. Bây giờ mình mời cả nhà cùng dùng với mình nha. Bắt đầu mình làm phần heo đi nha. Heo khô. Rồi, xin chào cả nhà. Nguyễn Thông TV đang có mặt tại con đê biển Rạch Bùng, nối liền giữa một bên là thị trấn Dầm Láng và một bên là biển Tân Thành. Thì mình đang có mặt tại con đê biển Rạch Bùng là lúc 6 giờ chiều cả nhà. Thì hôm nay hai vợ chồng mình cũng rảnh ha, mình nói thôi bà xã mình cùng đi với mình xuống biển chơi để ngắm cảnh và sau đó mình thưởng thức những cái món đặc sản tại nơi đây ha. Hai vợ chồng mình chạy xe gắn máy và tới đây cũng khoảng lúc 6 giờ chiều mà mình đi cái hướng là cái hướng thị trấn Dầm Láng ha. Bởi vì cái hướng nhà mình đi thị trấn Dầm Láng sẽ gần hơn của biển Tân Thành. Thì nãy giờ hai chồng mình chạy xe thì hai bên đường cũng không có thấy ai bán hàng quán gì cả nhà. Do hôm nay mình đi trễ hay là do hôm nay là sóng to gió lớn ha. Là các xe buôn bán lúc trước mình có đi thì thấy rất là đông. Hôm nay mình không thấy cả nhà. Thì mình sẽ chạy một hồi ha. Và tham quan hết cái dọc cái bãi biển này, rồi sau đó mình sẽ ghé vào cái quán bên đường để thưởng thức cái món đặc sản tại biển này. Sóng to gió rất là lớn, và bây giờ mình đang thấy du khách đang đổ về biển này cả nhà, thì cũng không có đông bằng cái những cái lúc mình đi vào 4 tháng trước ha. Mà đi 4 tháng trước là mình rơi vào ngày cuối tuần, thành ra cái lượng du khách về cũng rất là đông mà mình không có ghé để thưởng thức được cái món hải sản nào ha. Bởi vì hôm đó có một bạn mình ở Sài Gòn về chơi có gọi điện mình về gấp, và cái nhất cái hai cũng trời cũng đang chuyển mưa cả nhà. Rồi bây giờ Nguyễn Thông sẽ quay lại cái cảnh biển sóng to gió lớn như thế nào cho cả nhà xem ha. Gió cả nhà, Nguyễn Thông tính tháo nón ra ha, nhưng mà do gió lớn quá tóc tai bay bù xù nên mình không có tháo ra. Mình đứng ở đây mà cái hơi nước cái biển á bốc lên lạnh, vừa lạnh vừa rít người lắm cả nhà. Nhìn xuống biển thì thấy nước trắng xóa không, nhưng thật ra là cái bọt nước trắng cả nhà, chứ nước biển thì cũng hơi đen ha. cái hướng bên phải là cái hướng thị trấn Dầm Láng hồi nãy mình mới chạy vào cả nhà, còn hướng bên trái đây là cái hướng về biển Tân Thành ha. Một chút hai vợ chồng mình sẽ chạy xe hết con đê của biển Rạch Bùng này ha, rồi sau đó mình sẽ ghé vào cái quán nào có bán hải sản á thì mình sẽ dùng. Thì lúc trước mình cũng có nghe những du khách đi du lịch ở cả nhà, người ta sợ nhất là cái chỗ là chặt chém ha, nhiều khi tới thì đưa cái giá này, khi tính tiền là giá khác. Bây giờ Nguyễn Thông sẽ mời cả nhà cùng đồng hành với vợ chồng Nguyễn Thông ha. Mình chạy xe mình ngắm cảnh cái bãi biển cả nhà. Gió rất là lớn, nước bắn bay vào mặt luôn. Cái này nước biển rất là rít ha. Cái này khi mình ngắm biển xong mình về nhà mình sẽ tắm và những cái quần áo mình sẽ ngâm cả nhà, bởi vì đây là nước mặn. Và cái màn hình điện thoại mình đang quay mà nước vào nhè cái màn hình luôn. Trước mặt mình đang thấy là có những cái đoàn xe ha, sau khi người ta ngắm cảnh xong thì người ta sẽ quay trở về nhà, còn mình thì mình đi trễ mình vô sau. Phía bên phải là có những cái gian hàng quán ha, buôn bán hải sản cặp mé con đê. Do sóng to gió lớn, mình cầm cái hình kim bò quay mà gió to quá mình quay không được cả nhà. Cuối cùng mình cầm cái điện thoại bằng tay luôn ha, mình quay có hơi rung thì cả nhà xem cũng thông cảm cho Nguyễn Thông ha. Biển sóng sáng sao trùng dương lấp lấp trôi đi về chỗ nào, đời như những cơn sóng buồn mà ngàn năm biết nơi đâu là bến bờ. Cuộc đời vui cuộc đời rồi hai vợ chồng mình chạy một hồi cũng tới cái bóng cây cô đơn, là cái cây phượng cô đơn, là cái mùa này là cái mùa rụng lá ha,
khi mùa hè tới thì cây bợn sẽ ra đọt ra hoa rất là đẹp. Dù hạnh phúc dù đau buồn, dù bao ăn trái vẫn muốn đời có nhau, như dòng nước mãi trôi chẳng ngừng, cuộc tình ta thiết tha hơn ngàn cùng chỗ này. Lúc 4 tháng trước mình đi rất sớm và rơi vào ngày cuối tuần thì hàng quán rất là đông. Thì hôm nay mình đi trễ, do sóng to gió lớn nên hàng quán có dời về phía bên con đê bên phải, phía bên trong ở cả nhà. Đó, đèn sáng rực luôn ha. Mà du khách thì cũng thưa thớt, chỉ một hai người thôi. Sau khi hai vợ chồng mình chạy một vòng trên con đê bãi biển Rạch Bùng, thì sau đó hai chồng mình ghé vào cái quán. Quán này có bán trà sữa và bán hải sản, còn có lẩu và các loại ốc. Bước vào trong mình thấy có một cái bàn, cũng có đang có khách ở cả nhà. Thì mình được biết thì cái quán này là đất ở nhà mở lên luôn ha. Sau khi vô tham khảo các món ăn thì vợ chồng mình cũng gọi được một cái lẩu hải sản, dĩa hàu nướng mỡ hành, ốc móng tay xào rau muống. Trước mắt thì mình dùng món đó cả nhà. Khi nào hết mình sẽ kêu thêm ha. Sau khi đợi 15 phút thì các món hải sản mình gọi cũng đã chín. Bây giờ mình mời cả nhà cùng dùng với mình nha. Bắt đầu mình làm con hàu cả nhà. Con hàu chút luôn. Rót cho caramel luôn ha. Mỗi con hàu nướng ở đây có giá chỉ 15k, nó rẻ hơn của thị xã Gò Công chỗ mình ha. Chỗ mình thì tới 20k một con, mà vừa mập mà vừa ngon. Cả nhà ở xa khi có về bãi biển Rạch Bùng và biển Tân Thành chơi thì cả nhà muốn thưởng thức món hải sản ngon thì cả nhà đừng quên ha. Tại đây có cái món hải sản đặc biệt là con nghêu, con hàu, con ốc cao còn gọi là ốc cà na cả nhà. Đây là cái món đặc trưng của vùng biển này ha. Bây giờ mình ở lẩu ha, lẩu chín mình mời cả nhà dùng với mình luôn ha. Rồi, cái lẩu là xôi cả nhà. Cho rau vô mẹ. Muốn dẫn anh đi ăn tiếp nha. Muốn dẫn em review những chỗ khác nữa ha. Quán ăn này kia là sau đó em trả tiền em dẫn ra ngoài ha. Lý quá vậy. Thank you.
được con cái là em không đi vô, dạ không đi ra. Mình chỉ biết đường đi vô cái nhà, đi ra không chịu ra, cũng đi ra chắn mặt cái nhà. Này giữa từng cái món hải sản không có nhiều cái nhà. Hai chồng mình ăn hết các món hải sản vừa rồi, chưa có đã cả nhà. Bây giờ mình kêu thêm là cái món ốc hương xào tỏi ha, thơm quá thơm. Ốc hương sao? Thơm mấy vậy? Bắt vô thơm cả nhà. Nước mũi luôn. Thơm nghe. Mình ngồi vừa ăn uống vừa tâm sự với anh chủ quán, thì anh chủ quán cũng có nói ha, lúc trước có mấy du khách vô, người ta tới người ta sợ cái bảng giá đưa ra như thế này mà lại bán cái kiểu khác và tính tiền cái kiểu khác. Cũng có một cái nhóm cái học sinh ha, khi vô quán kêu món xong thì những nhóm học sinh là kêu tính tiền liền, bởi vì sợ khi ăn xong thì sẽ tính tiền cao hơn là không đủ tiền trả. Thật tội nghiệp cho mấy đứa học sinh ha. Và anh chủ quán ảnh có nói ảnh cũng gặp gỡ với những anh chủ quán khác và thống nhất với nhau là mình bán trên bảng giá sao thì mình bán như vậy ha, để nhằm mục đích mình thu hút cái lượng khách du lịch về cái bãi biển Lập Bồng ở biển Tân Thành mình càng ngày càng đông. Cũng hai chồng xử hết cái nồi lẩu ha, một cái dĩa ốc bóng tay, một cái dĩa hào nướng mỡ hành, một cái dĩa ốc hương xào tỏi, là thêm bốn con bia nha. Giờ no quá rồi, giờ mình kêu lên các bạn nếu ăn. Còn 50 gửi cho chú quán thôi ha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, và cả nhà có đi biển Lập Bồng chơi hay cả nhà ghé quán này không bỏ nhà. Nói chung là quán này là khu du lịch là người ta trong cái bảng giá sao người ta bán vậy. Quán là tên gì vậy anh chú quán? Phong Nhi anh. Phong Nhi ha. Quán là quán Phong Nhi. Nằm cũng rẻ mà ngon, mà nằm cũng nửa chừng phải không? Nửa chừng cũng ghê phải không? Dạ, gần cách nhà này có biển cách nhà hàng chỗ biển là tâm giác từ hướng của thị trấn Trầm Đáng chạy vô cái nhà là quán trước mà tới cái nhà hàng là chỗ biển. Rồi mà thời gian thời đủ luôn cũng dài cái nhà xin phép giờ mình cứ ở đây là để mình về thị xã nhà, mình về thị xã cái đây cũng mấy cây ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà.